Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Tham và mình là Tiến. Hôm nay Tiến sẽ có dịp trên tay chia sẻ cho anh chị em một cái mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ Thụy Sĩ và chúng ta sẽ có trên tay một phiên bản đồng hồ thương hiệu nó sẽ là Tissot. Và mẫu sản phẩm hôm nay Tham đem về đó là dòng sản phẩm Tissot Luxury. Với mẫu sản phẩm này của chúng ta sẽ có hai cái điểm đặc biệt là em nó sẽ có một cái mặt số màu nâu rất là đẹp còn đó là dòng sản phẩm này của chúng ta sẽ là dòng sản phẩm Tissot Luxury Powermatic 80 với việc mà dự trữ năng lượng 80 tiếng cho một mẫu sản phẩm đồng hồ lên tay dành cho nam giới thì là quá tuyệt vời rồi tại vì những cái mẫu sản phẩm thông dụng thì em nói sẽ có mức giờ dự trữ năng lượng tầm vào khoảng 38 tới 40 tiếng thôi thì với phiên bản này Tissot đã làm một cái mẫu sản phẩm rất là tốt bởi vì cái mẫu sản phẩm này chúng ta sẽ có năng lượng dự trữ lên tới là 80 tiếng giúp cho mẫu sản phẩm này anh em mà không đeo tầm vào khoảng 3 ngày thì nó vẫn hoạt động rất là bình thường nhé ở đây phiên bản này của chúng ta sẽ có mã số quốc tế là t một và 00, thân thép không rỉ. À, chúng ta sẽ có là dòng sản phẩm thân thép không rỉ sẽ nói về tất cả chi tiết ở đây. À, dây đeo, khóa, cây sai, nắp lưng, benzen và tổng cộng là chúng ta sẽ có 12 cọc số, 3 kim hiển thị và ngay cả cái cửa sổ lịch ngày này của chúng ta cũng là thép nha anh chị em. Đấy. Ở đây phiên bản này chúng ta sẽ có sai thiết kế là 41, cùng đó độ dày của mẫu sản phẩm này sẽ có từ nắp lưng tới phần nắp kính bên trên em nó sẽ có độ dày chỉ tầm vào khoảng hơn 10 mm một tí thôi anh chị em có thể thấy tuyệt vời đấy phần lắc này cũng không quá dài nha anh chị em phần lắc này theo mình đo thì em nó sẽ tầm vào khoảng 48 thì với size thiết kế về 41 như thế này thì anh em mà có cổ tay trên 16 là có thể đeo được rồi đây mình sẽ lau sơ mặt kính cho anh chị em xem mẫu sản phẩm này thì vừa mới bóc keo ra thôi em nó sẽ đẹp như thế này đây anh chị em anh chị em có thể thấy một mẫu sản phẩm rất là tuyệt vời ở đây là chúng ta sẽ có tổng cộng là ba kim miễn thị gồm có kim giờ kim phút kim giây và cùng đó chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm cái ô cửa sở lịch ngày là mình góc 3 giờ mẫu sản phẩm mà ba kim một lịch thì rất là dễ dàng để dùng cũng như là rất là dễ dàng để chỉnh đấy và đây là mẫu sản phẩm chúng ta sẽ có hỗ trợ lên cốt tay đây hỗ trợ lên cốt tay cái nấm vặn theo mình thấy thì em nói được thiết kế rất là gọn rất là nhỏ gọn nha anh chị em với mẫu sản phẩm mà size 41 mình nấm vặn như thế này là rất là tuyệt vời rồi rất là nhỏ gọn đây là hỗ trợ lên có tay kéo ra một nấc sử dụng để chỉnh ngay đây đấy anh chị em có thể thấy ngày, ngày rất là chắc và kéo nó cuối cùng chúng ta sử dụng để chỉnh giờ cho mẫu sản phẩm chỉnh giờ xong thì anh em chỉ cần bấm lại thôi thì mọi sản phẩm chúng ta sẽ hoạt động rất ok ở đây 12 cọc số của chúng ta sẽ là 12 cọc số thép và cái điểm đặc biệt là em nó sẽ nằm dưới cái phần cái phần lòng thứ hai của mặt số luôn anh chị em có thể thấy vì đây là viền ngoài nè vì ngoài này chúng ta sẽ có những cái đánh dấu vạch cùng đó chúng ta sẽ có nửa phần của cọc số sẽ nằm ở ngoài còn nửa phần cọc số của chúng ta sẽ nằm bên trên cái phần vành thứ hai anh chị em có thể thấy em nói sẽ nằm bên trong luôn nhé và cọc số này chúng ta sẽ là cọc số thép và được hoàn thiện bộ phay xước còn kim kim ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là ba kim được hoàn thiện bộ phay bóng nha anh chị em kim đây rất là thanh mảnh rất là thanh mảnh và được hoàn thiện bộ phay bóng mặt số này chúng ta sẽ là khoảng che tia anh chị em có thấy tia này rất là nhuyễn luôn tia này được hoàn thiện rất là nhuyễn ở đây chúng ta sẽ có là tiết sót 1853 và đây chúng ta sẽ là power Matic 80 dưới đây chúng ta sẽ là switch rất là tối dễ như một mẫu sản phẩm lên tay dành cho nam giới viện benzene này chúng ta sẽ được hoàn thiện bộ phê bóng nha anh chị viện benzene này sẽ được hoàn thiện bộ phê bóng và phần cây size này em nói sẽ có một cái mang mang một cái nét đặc điểm uh, chung của cái dòng sản phẩm mà tiết luxury mẫu sản phẩm này cũng có cái phần cây size như thế này anh em có thể để ý kỹ phần bên đây cũng như thế bốn phần tay ở đây chúng ta sẽ được hoàn thiện bộ phẩy xước này chưa và xước này sẽ là xước dọc nhé xước này sẽ là xước dọc xuống bên này cũng như thế dây đeo dây đeo ở đây chúng ta sẽ có một bộ dây đeo đặc trưng đến dòng thương hiệu chúng ta sẽ là tích dòng sản phẩm tích luxury nhé em nó sẽ là dây đeo như thế này thép đặt không rỉ hoàn thiện phay xước chỉ có một chỉ chạy dọc như thế này thôi và chỉ này chúng ta sẽ có một cái đường thẳng rất là nhất định từ phần dây đeo bên đây chạy xuống lên viền benzen và chạy xuống đây anh chị có thể thấy một cái đường thẳng đấy và bộ khóa khóa ở đây chúng ta sẽ sử dụng khóa gặp hai bên gặp một và gặp hai nhé ở đây chúng ta sẽ vướng dưới nguồn dây như thế này gặp một và gặp hai đây chúng ta sẽ có là tít sót một và chúng ta vẫn còn siêu đấy này sẽ được hoàn thiện bộ phía bóng này anh chị em đây và đây là nắp đường của sản phẩm chúng ta sẽ có à, như tiếng đã giới thiệu thì mẫu sản phẩm này của chúng ta sẽ có mức dự trữ lên tới là 80 tiếng thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng bộ máy là C07111 nha anh chị em. C07111 đến từ Tissot. Ở viền ngoài đây chúng ta sẽ có là chất liệu kính, kính của em nói chắc chắn là kính sapphire rồi anh chị em sẽ không cần phải lo lắng nữa. Chống chày xước rất là tốt. Ở đây chúng ta sẽ có là Tissot 1853. Ở đây chính là chất liệu thép không trị chúng ta sẽ có phiên bản này. Đây sẽ là mã dòng. Chống nước của chúng ta sẽ có là 53 tương đương 50 m, 165 feet đây. Họ ghi rất là kỹ. Và đây là cổ văn của mẫu sản phẩm chúng ta sẽ có. Mình sẽ zoom kỹ cho anh chị em xem bộ máy của chúng mẫu sản phẩm nó hoạt động như thế nào nhé. Ở đây là vần của văn là chúng ta sẽ có những đường vân gần sóng rất là đặc trưng. mươi à, 23 chân kính, 21.600 tần số di động và cùng đó là 80 giờ tích cóc nha anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có những cái đánh dấu. Những cái đánh dấu ở trong thành máy luôn. Rất là nhiều. Đây. Đây đánh dấu rất là nhiều nha anh chị em. Và nếu mà soi kỹ ở trong đây nữa anh chị em sẽ thấy là bộ máy này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy là C07.111 đây. Ngay tay của tiếng luôn. Đây, có đánh dấu bên trong thương máy. Rất là rõ ràng chi tiết. Đấy. Và mẫu sản phẩm này với mức giá niêm yết thị trường mà mình nhớ tầm vào khoảng trên 20 triệu hoặc nếu mà có thì tầm vào khoảng 23 đến 25 triệu cho một mẫu sản phẩm như thế này. Nhưng mà hiện tại tham quan đang có sẵn phiên bản này với mức giá sang sale chỉ còn 9 triệu 500 000 đồng Anh chị em nếu có nhu cầu muốn sở hữu xin vui lòng liên hệ ngay bởi vì những cái mẫu sang sale như thế này thì hiện tại đang rất là ít. Đấy, anh chị em nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ ngay với tham quay được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi Nên hết video clip này của tham quan. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em những video clip sau.